Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hùng Tĩnh Office của mình. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp theo trong ứng dụng CatFay. Đây là một trong những ứng dụng chỉnh sửa ảnh đơn giản nhất mà mình thấy đẹp nhất. Mình vào ứng dụng thôi các bạn. Hai video trước thì mình có giới thiệu một video về chỉnh sửa và một video về góc ảnh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp các bạn là làm về khung ảnh. Chúng ta nhấn vào khung ảnh. Thì khung ảnh, đây là tổng quan của khung ảnh đây. Có rất là nhiều. Khung ảnh chúc mừng, khung ảnh năm mới, khung ảnh Valentine, khung ảnh nghệ thuật, khung ảnh tình yêu, khung ảnh cưới nè. Khung ảnh Valentine 2, khung ảnh đám cưới 2, khung ảnh sinh nhật, khung ảnh tuyệt đẹp và còn rất nhiều khung ảnh ở dưới đây. Các bạn nhấp vô. Sẽ ra. Cái này đòi hỏi là chúng ta phải tải. Đây mình sẽ vào cái khung ảnh tình yêu ngọt ngào đi ha. Đây. Rồi các bạn cứ việc lựa. Có rất là nhiều khung cho chúng ta. Các bạn thích cái nào, các bạn có thể lựa cái đó. Và mình không thích cái này, mình quay ra. Mình vào cái khung khung ảnh hoa đi. Đây. Cũng sẽ có rất là nhiều khung ảnh hoa. Thì đây mình vô đây thử cho các bạn xem ha. Đây. Đây là cái khung ảnh. Thì chúng ta sẽ tiến hành nhấp vào dấu cộng này là để liên kết với cái ảnh mà chúng ta muốn thực hiện cái hành động đó. Vô phần download. Thì mình sẽ nhấp vào cái cô gái mặc áo tím này đi ha. Sau đó chúng ta sẽ nhấp nhấn giữ con tay chúng ta kéo sao cho thấy hợp lý nhất. Chúng ta thả ra. Ok. Thì đối với cái hình này, khi chúng ta nhấp vào thì nó sẽ ra nhiều chức năng như bên cái phần ghép ảnh hay chỉnh ảnh thôi. Các bạn có thể đổi ảnh. Nếu tôi không thích ảnh nãy, tôi sẽ đổi ảnh khác. À, mình nhấn ra, mình có thể vô bất kỳ một cái tập tin nào có hình ảnh mình muốn thay đổi. Nhưng đối với tôi thì tôi giữ cái hình ảnh này lại để làm cơ bản cho các bạn hiểu. Chúng ta có thể lật ngang đây, lật ngang, lật dọc, phóng to lên để thấy được cận cảnh, thấy được cái sắc sắc nét hơn. Bạn có thể là thu nhỏ tùy theo cái sở thích của các bạn. Xoay trái này, xoay này, xoay phải, đó. Có rất nhiều. Ok. Thì trong đây nó cũng có nhãn dán. Đây nhãn dán thì cũng có rất là nhiều cái hình ảnh cho các bạn chọn. Đây. Ok. Thì về cái ghi văn bản nè. Hoặc là cái bộ lọc thì cũng như bằng ghép ảnh thôi, cũng như những video trước mình đã chia sẻ cho các bạn. Đây. Ok. Văn bản đây. Chúng ta nhấp vào văn bản tiếp. Là áo tím mộng mơ đi ha. Mình sẽ gõ chữ cho các bạn thấy ha. Ok. Mình phóng to chữ này lên nha các bạn. Nhấn vào dấu cộng. Chúng ta chọn kiểu chữ nổi. Cuối cùng là chúng ta chọn cái phông chữ nè. Có rất là nhiều phông chữ.
Các bạn cứ chọn thoải mái. Chữ thư pháp. Đây, mình chọn chữ này đi ha. Rồi màu trắng chữ thì mình hiện tại là màu trắng thì mình không thích màu trắng thì mình cũng có thể chỉnh cái màu khác. Thế màu xanh. Xanh lá cây. Mình kéo lên. Đó. Mình nhấn vào áp dụng. Rồi. Chọn thôi. Mình có thể kéo chữ mình để đâu tùy ý. Mình có thể xoay. Tùy các bạn. Ok. Thì chủ yếu của phần này mình chỉ cho các bạn là làm cái khung ảnh thôi. Khung ảnh thì có rất là nhiều khung ảnh phía trong đây thế này. Đây. Đây. Có rất là nhiều. Các bạn cứ thoải mái sáng tạo theo cái những gì ở đây đã có. Đây. Mình lưu thôi các bạn ha. Rồi, ok. Quá đẹp. Chúng ta chờ quảng cáo xong chúng ta sẽ tắt quảng cáo, nhấn vào dấu X. Đánh giá 5 sao đẹp, mình để sao đi. Đồng ý. Top app. Mình sẽ vào thư viện. Tùy theo máy, thư viện có thể là tập tin. Đây. Tìm thấy ảnh mới đây. Đây, đây là cái ảnh hồi lúc nãy chúng mình vừa chỉnh. Xong, rất là đẹp. Sau đây mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn về cái hình xăm. Mình nhấp vào cái hình xăm nè. Sau đây là mình sẽ chọn một cái hình ảnh để mình sử dụng hình xăm ha. Mình vô download đi, kiếm hình nào phù hợp nhất. Chắc có thể là hình này. Rồi, làm cơ bản cho các bạn thấy thôi. Chúng ta nhấp vào cái hình mũi neo như hình xăm nè. Thì vô đây hình xăm thì cũng có rất là nhiều mẫu, nhiều kiểu hình ảnh Giáng sinh. Thì cũng giống như những cái bên phần ghép ảnh hay chỉnh ảnh thôi, chủ yếu là hình xăm hay các bạn nha. Thì vô đây có rất là nhiều kiểu, nhiều mẫu, nhiều màu. Các bạn có thể chọn tùy theo với cái sở thích của các bạn. Như đối với cô gái này thì mình chọn cái hình con bướm bướm đi. Mình nghĩ nó sẽ phù hợp. Đây. Chúng ta cái kéo to lên tùy theo cái kích thước của hình ảnh. Chúng ta có thể thu nhỏ lại. Trong ok. Rồi vậy mình muốn cho cái cánh tay của cô gái này có thêm một cái hình xăm nữa. Mình tiếp tục chọn hình ảnh. À. Có rất là nhiều. Chúng ta kéo lên. Rồi hình ảnh cho phù hợp. Sẽ tạo nên cái hình ảnh đẹp nhất cho chúng ta. Đây. Mình sẽ thu nhỏ lại và để lên cái cánh tay của cô gái. Tùy các bạn có thể chỉnh như thế nào đó là do các bạn nha. Ok, mình chỉ làm cơ bản nhưng để cho các bạn hiểu thôi. Xong, nhấn ok. Thì về cái hiệu ứng nè.
thì cũng như những cái phần khác thôi. Có rất là nhiều cái khung hiệu ứng. Mình chọn cái này đi ha. Bộ lọc các bạn. Ok. Làm mờ. Chúng ta chọn khung làm mờ nè. Mình xóa đi. Sau đó mình sẽ tiến hành cắt ảnh. Chọn khung này ha. Đây. Hoặc là các bạn có thể chọn các khung khác. Tùy. Chúng ta lưu lại. Chúng ta thoát ra chạy chúng ta vào cái phần thư viện của máy. Đây, ảnh máy nữa đây. À, rất là đẹp. Thì đây là tất cả những gì mình muốn giới thiệu cho các bạn để hiểu hơn về cái ứng dụng này. Để thuận tiện trong quá trình các bạn tiến hành chỉnh sửa ảnh. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, nhận xét của các bạn cũng như là like kênh của mình, đăng ký và bật thông báo cho kênh của mình để ủng hộ những cái video tiếp theo của mình. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.